Kính chào quý bạn và quý vị. Thái Audio kính chúc đại gia đình mình nhiều sức khỏe. Clip này anh em mình sẽ tìm hiểu thiết kế chất âm của đôi loa Sansui 5500X. Đôi này anh em nằm mê nhạc analog thì cái này rất là tuyệt vời trong tầm giá, kể cả về chất âm, kể cả về hình thức, nghe hai bài đẹp luôn. Nói sơ về thiết kế hình thức thì anh em thấy cái mặt lưới được đan theo dạng caro bằng những cái thanh gỗ rất là đẹp. Quan sát cận cảnh anh em thấy ha, những cái thanh gỗ đan rất là cổ, rất là đẹp luôn. Đây sao nó ok như này thì mới đọc được. Đây chúng ta có cái tem Sansui khá là điệu đà ha. Thùng vách màu vàng cánh gián, mặt sau tất cả mọi thứ còn rất là tuyệt luôn. Chứ còn lại anh em quan sát này, nói chung là đẹp. Về các driver á, để mình tháo cho anh em xem. Ok, về các driver thì chúng ta có ở dải cao là hai cái mic giấy rất là to đặt hai bên. Thì cái mic này nó sẽ đảm nhiệm cái tiếng trung trầm. Trung cao thì chúng ta có cái mic kèn. Đó. Tất cả thì nó có hai cái dải mid, thì dải trầm, dải cao, thì ba cái loa này nó đảm nhận rất là tuyệt đúng không, đầy đủ các dải luôn. Còn cái dải cao nhất là chép, chúng ta có cái loa chép còi, ok không, quá ổn ha. Mình rất thích họ bố trí nhiều cái loa ở cái dải giữa và dải trên như vậy, nghe băng cối thì nó cóc cóc kẹt kẹt rất hay. Dải bass thì chúng ta có cái bass to bản loa luôn, lên tới 40 phân. Tiếng bass đánh rất là đầy đặn, không có thể mà nó thiếu được. Nhìn tổng quát lại thì anh em thấy một cái đôi loa thiết kế rất là đẹp, kể cả về tâm lưới, kể cả driver, và mức giá của nó thì là 15.900.000. Không cần phải ghép với âm ly đắt tiền đâu, mình ghép với âm ly receiver rẻ tiền thôi cũng đã ra được chất âm rất tuyệt. Cái lúc này mình sử dụng âm ly Pioneer SX990, con này đồng hồ radio mặt phay vỏ gỗ, giá là 7.500.000 à. Và cái nguồn phát là mặt răng, và chúng ta sẽ nghe với cái băng cassette ngày xưa nghe đúng nhạc analog luôn. Anh em mình nghe mà thấy hay đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi clip mới nhất hàng ngày ở bên mình. Cảm ơn anh em đã lắng nghe, xin mời anh em thưởng thức. Rồi em nhé, đường em cứ vui, đừng về bên gác nhỏ để mặc tôi với đời. Em đi thật xa để quên chuyện ngày qua, ở đây dù mưa gió một mình tôi sẽ đi qua. Tôi đi tìm bôi xóa hình em trong mắt tôi, lời nào hai đứa nguyện, và tìm quên kỷ niệm men cay từng đêm, cùng chi đầy đọa thêm tình nhân. Tình nhân hỡi, trời xin dã nhân tình. Tôi ngỡ em còn thơ như lòng tôi ước mơ, nên thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ tôn. Tình yêu giờ đây xót xa nhiều, cơn mưa nào không dứt, buồn riêng ai chẳng phai, lời nào không tuốt ngày, tình nào luôn thắm hoài. Tôi không giận em nhưng tiếc mạnh tờ duyên, tầm tay nào tôi với tình ta cách xa. Rồi em nhé, đường em cứ vui, đừng về bên gác chờ để mặc tôi với đời. Em đi thật xa để quên chuyện ngày qua, ở đây dù mưa gió một mình tôi sẽ đi qua. Tôi đi tìm bôi xóa hình em.
hai đứa nguyện và tìm quên kỷ niệm men cay từng đêm cùng chi đầy đọa thêm tình nhân hỡi chờ xin dạ nhân tình. Ôi tôi ngỡ em còn thơ như lòng tôi ước mơ nên thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ tôn thờ. Đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu giờ đây xót xa nhiều. Cơn mưa nào không dứt buồn riêng ai chẳng phai lời không chút ngày tình nào luôn thắm hoài. Tôi không giận em nhưng tiếc mạnh tờ duyên tầm tay nào tôi với tình ta cách xa rồi. Tôi không giận em nhưng tiếc mạnh tờ duyên tầm tay nào tôi với tay nào tôi vẫn rồi. Ok ha, thì đó là những cái gì mà mình muốn giới thiệu tới anh em chúng ta trong clip ngày hôm nay. Anh em có nhu cầu về bộ sản phẩm này thì cứ liên hệ với mình. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi clip mới nhất hàng ngày ở bên mình nha. Cảm ơn, thank you, hẹn gặp lại.